mình đứng lên ngồi xuống á thì hay bị chóng mặt, tại vì cái công việc của mình á, mình phải ngồi làm việc rất là nhiều nên là cái phần thân trên cũng yếu nè, bị tích mỡ bụng nữa. Nhung bị mắc Covid cho nên phổi và sức mạnh giảm đi rất là nhiều. Mình tên là Bùi Thị Hồng Nhung, năm nay 25 tuổi, đang sinh sống ở Hồ Chí Minh. Mục tiêu của mình là mình muốn cải thiện sức khỏe cũng như là giảm mỡ. Trước khi tham gia chương trình thì Nhung là một người có rất là nhiều mỡ, khoảng 18,9kg mỡ trong người. Khi mà mình tập luyện một mình thì mình không có một cái mục tiêu rõ ràng, cũng như là mình rất là dễ bị nản mỗi khi mà mình tập bị đau hoặc là nặng quá. Nhưng mà từ khi mình đăng ký tập với lại huấn luyện viên thì mình cảm thấy là cải thiện rất là nhanh nè. Đầu tiên thì mình tập trung vào việc cải thiện tim mạch của Nhung. Sau khi đã đạt được điều đó thì mình tập trung vào vấn đề tăng cơ. Đồng thời hiệu ứng kèm theo cũng sẽ là giảm mỡ bằng phương pháp tập luyện kháng lực và ăn uống có kế hoạch. Huấn luyện viên của mình rất là tận tình, chu đáo. Bây giờ thì không chỉ như là một người huấn luyện viên mà còn như là một người bạn, luôn chia sẻ về những cái kiến thức luyện tập. Nhung cảm thấy rất là thích cái động tác pull up, đó là động tác kéo xà. Đối với nữ thì rất là ít người có thể làm được động tác đó. Bây giờ có thể kéo một lần được 3 cái một set. Và sau khi cái cuộc thi này kết thúc, không bao giờ mà bị chóng mặt nữa. Và thân trên cũng mạnh hơn rất là nhiều. Từ một người mà có một phần thân trên yếu mà bây giờ mình có thể là kéo xà hít đất vô tư luôn. Sau khi tham gia chương trình thì Nhung đã giảm được 8,9kg mỡ. Mình cảm thấy là sức khỏe của mình được cải thiện rất là nhiều về mặt sức mạnh nè, cơ thể nhanh hơn và khỏe hơn rất là nhiều. Khi mà đi ra ngoài đường thì mình cảm thấy rất là tự tin hơn trước rất nhiều. Và về công việc, về các thứ nó cũng dễ dàng và thuận lợi hơn. Và tất cả người thân, bạn bè, gia đình của mình thấy được cái sự quyết tâm và cái sự tập luyện chăm chỉ của mình. Cho nên là từ đó là người nhà nè, mẹ và em gái của mình cũng là đăng ký đi tập luôn. Thì mình rất là vui vì cái điều đó, vì mình đã đem lại được cái năng lượng cho người khác.